chào bạn. Hôm nay Ulysse Order tiếp tục giới thiệu một sản phẩm khá là nổi bật và đặc trưng nhập trực tiếp từ Mỹ. Đó là một dòng máy chiếu 3D. Đây là bên mình quá trình trả hàng cho anh em. Đây là anh Khánh, người đã đặt sản phẩm này từ Mỹ về. Và anh Khánh có thể giới thiệu một chút về mình và một chút về dịch vụ của bên em. Xin chào các bạn. Mình có đặt một cái máy chiếu của bên thị trường Mỹ và thị trường Amazon, bên công ty usorder.vn, và mình cảm thấy rằng là công ty có cái dịch vụ về chăm sóc khách hàng, kể cả dịch vụ về order hay dịch vụ hỗ trợ như trong các và cho các cái sự hỗ trợ, ví dụ như là mình hàng hóa về tới đâu là còn bao nhiêu ngày, hay về chất lượng đóng gói, về cái dịch vụ đóng gói từ bên thị trường Mỹ rồi về Việt Nam, là cảm thấy là rất là đảm bảo. Và cái vấn đề hỗ trợ về hàng hóa chuyển phát về nhanh, như con máy này mình đặt hiện tại là hơn 3 tuần về từ Mỹ ra ngoài, cũng về giá hàng như vậy là nhanh. Anh có thể giới thiệu một chút về sản phẩm mình đặt hàng từ Mỹ không ạ? Từ trực tiếp ra sản thực ra thì dòng máy chiếu nó phân phối ra các thị trường, và bao giờ mà cái tiêu chuẩn của thị trường Mỹ nó cũng khắt khe hơn đấy. Ví dụ như con máy chiếu này là dòng Vivotech của thị trường US. Đây là dòng chuyên về 3D đúng không? Đúng rồi, con này là chuyên về chiếu cinema và HD và 3D. Con này thì chiếu phim, phim hiện đại thị trường. Đúng rồi, ở Việt Nam mình là trong cái giới HD Việt Nam chuyên về nghe nhìn, có rất là chủ yếu máy cái này là dòng cao cấp hơn thôi. Nó là dòng cao cấp gọi là nhất nhì của Vivotech. Ok, cái này nó độ phân giải chắc là cũng chắc là cao hơn dòng kia. Độ phân giải mà nếu xét về độ phân giải dòng cinema con này là full HD 920x1080. Ok, đó là một chút chia sẻ của anh Khánh về sản phẩm và dịch vụ của bên Eroder. Các bạn muốn đặt hàng các sản phẩm thị trường Mỹ về các dòng máy chiếu hoặc là máy in 3D, các thiết bị đòi hỏi đặc trưng và chất lượng cao, thì hãy liên hệ con mình đặt hàng trực tiếp từ Mỹ. Cảm ơn bạn đã theo dõi.